vòng tròn là xoay vòng tròn. Trời ơi, nhức đầu quá mấy bạn ơi. Trời mấy bạn ơi, mấy bạn thấy nhức đầu không? Chứ mình thấy nhức đầu muốn chết luôn á. Trời, trời là trời. Ok, bà Hai xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên nhấn vào nút like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và like video này giúp cho video này lên được 10.000 like nha mấy bạn. Cùng với nữa là các bạn đừng quên qua kênh của các thành viên trong team Hero để có thể đăng ký ủng hộ cho các thành viên trong team Hero đó nha. Và chúng ta bắt đầu vào video hay nào. Let's go. Wow, trời ơi, đã quá à. Trời ơi, ghê thiệt luôn mấy bạn ơi. Ôi mấy bạn thấy gì không? Ôi nãy mình mới coi một cái video trên YouTube á mấy bạn. Thấy mình thấy là cái anh kia ảnh có được một cái tàu lượn. Và ảnh đeo lên lưng ảnh xong ảnh lượn qua lượn lại ảnh bay lên trời luôn, bay tuốt lên trên trời luôn các bạn ơi. Nhìn thích gì đâu luôn á. Ha, không biết là mình ở trong Minecraft nó có tàu lượn không ta. Trời ơi, nhìn thích quá à. Nhưng mà giờ trong Minecraft á mình nhớ là nó không có cái gì đeo vào lưng để cho mình bay ngoài cái cánh ở dưới gì ta? Rồng Ender á. À. Ơi nhưng mà cái cánh đó thì mình thấy nó lại không có được ngầu. Cái tàu lượn mà ảnh đeo cái anh ở trong clip anh đeo trên lưng á nhìn ngầu ơi là ngầu luôn. Còn mình á mình đeo cái cánh của Minecraft nhìn không ngầu thế nào à. Nhìn chẳng khác gì con phe sầu cả. Nhìn xấu lắm. Mình bây giờ mình để ý ha là chỉ có mỗi cái cánh của con rồng Ender là đẹp nhất thôi các bạn ơi. Mình không biết là chúng ta có nên đi lấy cái cánh của rồng Ender không ta, bởi vì là mình cũng muốn bay được mà mình cũng muốn một cái cánh thật là ngầu chứ không phải một cái cánh xấu. Cho nên mình nghĩ là bây giờ là nếu mà mình giết con rồng Ender thì mình có được cánh của nó không ta? Cũng là ý hay ha. Hay là bây giờ mình đi giết rồng Ender đi, biết đâu mình lại được cái cánh của nó đúng không các bạn? Được, hợp lý. Vậy bây giờ mình sẽ đi giết rồng Ender nha các bạn. Để có thể có được cái cánh mà sao mình có thể bay lên trời luôn. Ui được, đi thôi. Trời. Để có coi dịch có nhà không ta. Mở cửa ra nè. Dịch ơi, anh dịch. Ủa, ông đi đâu rồi mấy bạn ơi? Ồ, để mình coi. Không biết trong nhà ông có gì ta, kim cương không ta? Cho xin ít kim cương nha dịch nha. Em vô xin ít kim cương nha. Ui, trong nhà anh có táo vàng mấy bạn ơi. Ui, cái gì đây? 56 quả táo vàng luôn. Trời ơi, hợp lý. Có cái khiên nữa nè. Ui, hợp lý mấy bạn ơi. Vậy là bây giờ mình có thể đi giết rồng rồi. Ok, đủ đồ đi giết rồng rồi mấy bạn ơi. Đủ đồ đi giết rồng rồi. Ơi mà chưa còn bộ giáp nữa, quên mất còn bộ giáp nữa. Còn bộ giáp nữa, quên. Ok, để xem coi. Không biết ảnh có kim cương không ta. Ủa, ảnh không có kim cương rồi. Trong toilet có kim cương không ta? Để coi có kim cương trong toilet không? Không có luôn. Rồi vậy giờ ở đâu có kim cương đây ta? Ôi các bạn máy tính. Hay là bây giờ mình đem cái bàn máy tính này đi mình bán mình có tiền mua kim cương ta? Không được. Kỳ lắm. Cái này máy tính của anh dịch mà làm sao mà được. Trời ơi, ở đây có kim cương không ta? Ui, mấy bạn ơi. Mấy bạn ơi, ở bên dưới giường của anh dịch có cái rương gì nè. Ồ, để mình xem coi. Đào cái giường coi. Ui, cái rương gì đây? Wow! Mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn nè. Trời ơi, quá trời kim cương luôn mấy bạn ơi. Ui, lấy. Trời ơi, một nồi kim cương luôn. Ôi, bây giờ mình lấy một hàng ở trên thôi cũng đủ nữa. Không cần lấy nhiều nữa, mình lấy một hàng ở trên thôi cũng đủ nữa. Ui, không ngờ anh dịch giàu đó, anh dịch có quá trời kim cương luôn. Thôi dục cái giường đây đi. Ui, anh dịch có nhiều kim cương ghê luôn mấy bạn ơi. Ui, nhưng mà kim cương này ở đâu mà anh dịch có thì ta, sao nhiều dữ vậy? Hay là anh dịch đi cướp ngân hàng ta? Ôi, kệ, nói chung bây giờ mình cứ mượn anh dịch trước ít đi. Rồi vài bữa mình trả lại cho anh dịch. Ok, bây giờ mình sẽ vào đây. Mình chế tạo cho mình bộ giáp mới được. Thôi quá đã luôn mấy bạn ơi. Ok, để mình xem nha. Bây giờ mình sẽ chế tạo cho mình bộ giáp nè. Cái quần nè. Cái quần nè, sao chế mình cái nón nè. Rồi đôi giày nữa nè. Ok, đủ luôn nè. Khoan, bây giờ mình phải làm cho mình thêm cái kiếm kim cương nữa. Không thể nào mà xài kiếm gỗ được mấy bạn ơi. Đó, kiếm kim cương nè. Wow. Rồi, trời quá ngầu luôn. Mình sẽ mặc giáp vào nha mấy bạn. Đây, giáp của mình đây. Ok, mấy bạn coi mình mặc giáp vô nè. Áo nè, quần nè, nón nè, giày nè. Trời ơi, nhìn mình ngầu quá mấy bạn ơi. Trời, mưa luôn rồi. Trời. Ủa mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn mình nè. Thấy mình ngầu không? Thôi, vậy là mình đã đủ đồ để đi giết rồng rồi mấy bạn ơi. Trời ơi, kỳ này là mình sẽ giết chết con rồng cho mấy bạn coi luôn nè. Ok. Hai, bây giờ mình nghĩ là mình cần phải có một cái phương tiện gì đó để mình di chuyển. Mà ở đây mình có một cái con ngựa mặt ngu nè anh em. Một con ngựa mặt ngu nè. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ mượn con ngựa mặt ngu này để mình làm phương tiện đi kiếm con rồng anh em ơi. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đạo này ra mình bắt con ngựa mặt ngu nha anh em. Con ngựa mặt ngu này là con ngựa mặt ngu của bác dân làng hàng xóm. Bác dân làng cho con mượn con ngựa xíu nha bác. Ôi cảm ơn bác nha, con mượn xíu thôi. Mình sẽ tháo ra.
À, ông này ông mặc đồ màu trắng nè, vậy ông này đúng là chủ của con ngựa nè. À bác ơi, cho sư con xin phép con mượn con ngựa xíu nha. Có gì con bắt được con rồng, con chia cho bác cái gì ta? Cái phao câu rồng nha. Ok bác. Trời ơi, để con lấy ra vậy nè, có gì con về con chia cho bác cái phao câu rồng. Ok. Rồi con ngựa đi theo tao mày. Ngựa ơi, đi theo anh nè. Đi theo anh với em đi giết rồng ngựa ơi. Ờ con ngựa nó chui đâu không được các bạn ơi. À được. Ok. Leo lên nè. À. Ok, trời ơi. Nhìn mình ngầu quá bạn ơi. Bây giờ là mình có thể đi giết rồng được luôn rồi nè. Trời ơi, có ngựa nè, có kiếm, có khiên rồi, cái kiểu giáp đó, cái kiểu luôn rồi. Trời, có cả táo vàng nữa. Trời ơi, đi giết rồng được rồi mấy bạn ơi. Ok, lên đường đi giết rồng thôi. Và ở đây mình có chuẩn bị một ít mắt ender nữa bạn. Mình sẽ kiếm đường đi giết con rồng nha. Còn cái này nó bay đâu? À nó bay lên đây. Ok, bây giờ mình cứ đi theo con mắt này để mình đi kiếm con rồng nha mấy bạn. À, lên đây. Rồi, bắn tiếp nè. Ok, đi hướng này tiếp đúng không? Ok, đi kiếm rồng nào. Tiếp nữa nè. Ôi nó bay về phía này đúng không? Ok. Hỏi mấy bạn ơi, từ nãy giờ á là mình đi đã được 30 phút rồi mà vẫn chưa thấy cái hang rồng đâu mấy bạn ơi, cho nên giờ mình phải đi tiếp đây. Thôi là trời, quăng cái này lên tiếp nè. Ủa viên ngọc rồi. Ui nó bay qua đây, Ok. Bay qua đây. Ui nó vỡ luôn rồi. Để xem coi bây giờ cái viên ngọc nó bay đi đâu nha. Ui! Cái viên ngọc nó bay xuống dưới đất rồi anh em ơi. À ha. Vậy có nghĩa là cái gì ta, cái hang rồng đang nằm ở bên dưới đất anh em ơi. Đâu mình thử lại nha, ok, để mình thử lại cho các bạn xem nè, để coi chắc chắn nha. Ok. Hey. Ui nó à đúng luôn rồi, nó bay xuống dưới nè. Ok, vậy là mình hiểu rồi, cái hang rồng đang nằm ở bên dưới lòng đất anh em ơi. Ok, hợp lý luôn. À khoan, ngựa đứng lại cho tao cưỡi nha. Ok, bây giờ mình sẽ nhốt con ngựa mình ở lại đây, sau đó tí nữa mình sẽ quay trở về nha anh em. Đó, đây. Ngựa ơi, mày đứng đây nha, có gì tao xuống tao giết rồng xong tao đem một ít thịt rồng cho mày ăn nha ngựa. Ok các bạn ơi, bây giờ chúng ta cùng nhau lên đường đi giết rồng thế nào, let's go. Mình đang bơi xuống dưới một cái hang nè anh em ơi. Mình nghĩ đây chính là cái hang rồng nè các bạn. Ui xuống đây rồi. Ui đúng rồi các bạn ơi. Ui kìa, cái hang rồng kìa. Từ bây giờ mình sẽ đảo này ra mới được. Ui chết mình rồi. No. Ui đuôi nước. Chết tôi rồi, tôi phải ăn táo vàng vô mới được. Trời ơi, chết tôi rồi, đảo này ra, nhanh lên, chết tôi rồi. Tôi quên mang cúp rồi các bạn ơi. Đào nhanh lên, chết tôi bây giờ. Nhanh lên. Ui con gì nè. Ui ơi, đuối nước rồi, thôi phải bơi lên lại thôi. Đuối nước rồi. Ui, bơi đâu rồi đây. Ôi may quá. Xém nó bị đuối nước chết nè bạn ơi. Ở trong này có bánh mì với lại táo nè, lấy luôn mới được. Ok rồi, chúng ta cùng nhau đi giết rồng thôi. Ui con gì nó bơi lên nè. Mày chết đi mày. Con này là con gì ta? Ui, nhảy xuống đây. Hey. Ok, đúng hang rồng luôn nè mấy bạn ơi. Wow, cái hang này là cái hang đi giết con rồng đúng không? Khoan, từ mình phải giết hết mấy con quái vật nhỏ này đã. Quái vật nhỏ hả mày? Quái vật nhỏ. Vô dung nham đi mày, cháy vô dung nham đi mày. Ok, chạy, bây giờ mình phải thắp cái con mắt vô, mình chạy liền mới được. Còn một con ở đây nữa. Ui, chỗ đi xuống rồng Ender nữa mấy bạn ơi. Ok, mấy bạn ơi, chúng ta cùng nhau đi giết rồng Ender cùng với Phong Cận nha. Đi thôi, da. Wow. Trời ơi, mấy bạn ơi, ở chỗ này là đâu rồi ta? Trời ơi, nhìn ghê quá. Trời. Chết mình rồi, mình quên mấy heo cúp rồi. Bây giờ làm sao mà đào đây? No. 1 hour later. Ok các bạn ơi, mình đã quay trở lại rồi đây. Và hồi nãy mình về lại làng á. Trời là trời, tốn thời gian ghê luôn. Mình có lấy thêm ít gỗ nè. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu để gỗ ở đây. Chúng ta sẽ chế thành một cái cúp nha các bạn. Đây, đặt ở đây xong mình sẽ chế cho mình một cái cúp kim cương nè. Đó, ok. Một cái cúp kim cương. Sau đó là mình có lấy thêm một ít thuốc thuốc nhìn trong bóng tối của bác thợ rèn nữa nè. Bác thợ rèn có giữ một ít thuốc nhìn trong bóng tối, mình sẽ lấy luôn. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đặt cái khiên vào đây, vài bữa nữa mình sẽ đem con rồng về mình chia cho bác thợ rèn coi như lời cảm ơn các bạn ơi. Rồi ăn cái đã. Không biết con rồng nó nằm ở hướng nào ta. Rồi để mình đào ra ngoài coi thử coi. Nhiều con rồng nó đang nằm ở phía trên mình đó anh em. Bây giờ mình sẽ đào ra mình coi con rồng ở đâu nha. Rồi để leo lên cao cái đã. Con rồng này mày hãy coi chừng tao đó, tao sẽ giết mày chết rồng ơi. Trời là trời. Ôi ơi, nè tới nè. Wow. Hóa ra đây chính là dưới Ender hả bạn. Trời ơi, lần tiên mình xuống đây luôn á. Ôi coi từ mình quăng thuốc nhìn trong bóng tối nè. Con rồng đâu. Ui, con rồng kìa mấy bạn ơi, mình thấy con rồng rồi kìa. Ui, con này dí mình đánh các bạn ơi. Trời ơi. Trời, mình giết rồi đó, mình được viên ngọc Ender nè. Khoan từ, con rồng đâu rồi? Ủa nó đâu rồi ta? Con rồng nó mất tiêu rồi ta?
Ui, nó trên đầu mình nè. Ui, trời ơi, rồng kìa bạn ơi. Con rồng kìa, trời ơi, ghê quá. Bây giờ nhiệm vụ của mình là phải đi phá mấy cái cục này hả ta? Ok, ok, rồi, giờ mình sẽ đi phá nha. Có một cục trên đây nè, mình phải đi phá nó mới được. À, mình sẽ lấy cái... Ây, ui, nó tấn công mình. Con Ender nó tấn công mình các bạn ơi. Mày hả mày, tấn công tao mày. Ở đâu à? Ok, ok, rồi bây giờ mình phải đi phá mấy cục ở trên đây các bạn ơi. Phá mấy cục trên đây xong thì mình mới có thể mà giết con rồng được. Ok, giờ mình sẽ đào một ít đất để mình lấy nha. Mình lấy mấy cục này để mình leo lên cao mình đào. Ôi, con rồng nó phun lửa mình. Rồi, leo lên cao nè. À, leo lên cao hơn nữa. Ok, đập nè. Ok, bởi một cục rồi anh em ơi. Còn cục bên kia nữa kìa, bây giờ mình sẽ qua mình đập nha. À, mình có mắt Ender nè. Ui, con rồng nó quăng mình. Ây da, nhảy qua đây nè. Ây da. 2 hours later. Mình đã quay trở lại rồi đây. Tức quá mà lại thêm một lần nữa bị giết nữa rồi. Tức ơi là tức luôn. Trời ơi, tức ơi là tức luôn con rồng này. Mày đánh tao mấy lần rồi nha rồng nha. Mày đâu rồi? Ui, nó bên dưới này nè, Mày hả rồng? Mày hả rồng? Mày chết mày đi. Ok được rồi, mày chết mẹ tao rồng ơi. Từ nãy giờ mày giết tao hơi bị nhiều nha rồng. À, cái cục kia mày hút máu đúng không? Mình sẽ bắn bể cái cục đó. Bắn bể nè. Ôi cao hơn xíu nữa. Bắn bể nó nè. Ôi. Chúng chưa? Ôi chúng chưa nhỉ? Chúng rồi. Ui nó bắn mình kìa. Ui trời. À được rồi. Để xem coi. Mấy cục này. À thấy cái cục đó nè, giờ mình sẽ bắn bể cục này đúng không? Hey. Ây da. Ui. Bắn bể cục này đúng không? Bắn bể nè. Ôi không dính. Bắn bể nè. Ui vẫn chưa dính mấy bạn ơi. Trời ơi mình bắn dở quá vậy. Rồi mình ăn táo vàng rồi đó. Hết máu rồi. Ok. À bắn cục bên đây trước đi. Đấy, bắn nè. Dính không? Dính rồi. Ở cục bên đây nè. Bắn cục bên đây nè. Bể luôn. Rồi bắn cục bên đây luôn. Bắn nè. Bể không? Không bể. Bắn nè. Bể không? Bể luôn rồi. Yeah. Ok. Rồi cục bên đây nữa. Đấy. Bắn nè. Bể đi. À chưa bể. Bắn nè. Bể đi. Bắn nè. Ui nó bay xuống đây nè. À rồng. Mày hả đồng. Ui mấy bạn ơi không được rồi. Mình cứ đánh nó là nó hút máu hoài. Không được. Mình phải đập bể mấy cục này mới được. Trời ơi. Rồi. Mình sẽ lên mình đập bể cái cục này mới được. Trời ơi. Đặt đất leo lên nè. Tao sẽ đập bể cái cục này. Leo lên. Mày chết mày với tao rồi đồng ơi. Ok, leo lên cao hơn nữa nè. Rồi leo đây. Đập bể cục này đi đúng không? Đập nè. Ok, xong rồi. Ui! Ôi con rồng nó tấn công mình. Ây da. Ui hết máu rồi. Ui chạy. Con rồng này nó ghê quá các bạn ơi, nó đập mình cái mình văng xuống dưới, mình muốn hết máu luôn. Ok, bây giờ mình sẽ nhảy lên cục trên đây nha. 3 hours later. Ui, con rồng Ender tấn công mình. Ok các bạn ơi, bây giờ nè, con rồng Ender nó đã bị mình đập bể hết mấy cái cục này rồi. Bây giờ rồng Ender nó sẽ không còn gì để cho nó hồi máu nữa. À, rồng đâu rồi? Mày tới đây đi, tao sẽ giết mày luôn nè. À, tới đây rồng kia. Con rồng kia mày hết có cái gì để mày hồi máu rồi. À, ui nó bắn mình. Ui. Tấn công nó đi Ender. Con Ender tấn công con rồng kìa. Rồng ơi bay xuống đây đi rồng. Bay xuống đây đi rồng. Ui con Ender tấn công mình. No. Con Ender tấn công mình. Ui. Mày hay Ender. Mày đâu rồi? Trời ơi. Con rồng đâu? À rồng bay xuống. Rồng nè. Ui chạy, hết máu. Đau quá bạn ơi, từ từ chỉnh âm thanh nhỏ xuống nè. Ui con rồng này nó khỏe quá bạn ơi, đánh không lại bạn ơi. Mày nè rồng, mày hết có cái gì để mà hồi máu rồi, để coi mày làm cách nào để mày hồi máu. Mày hả rồng, mày nè. Chết mày rồi rồng ơi. Ui. Ấy. Bắn mày nè. Bay qua đây. Mày hả rồng. À con rồng nó gần hết máu rồi các bạn ơi. À chết mẹ tao rồi. Dạ. Mày nè. Rồi xong nó là bay đi nữa mấy bạn ơi ha. Nhưng mà bây giờ mày đã hết có cái gì để mày hồi máu rồi. Tao để coi mày sống bằng cách nào. Bây giờ tụi mày còn có nửa ống máu thôi, mày chết chắc rồi rồng ơi. Trả đây. Con rồng kia. Ê, nó bay mình lên trời luôn. Ê, đau quá con rồng này mạnh quá. Ui nó bắn mình kìa bạn ơi. Ui trời nó bắn mình kìa.
Bay xuống đây đi Rồng, sao mày hèn quá vậy? Bay xuống đây đánh với tao nè Rồng ơi, liêu 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 liêu, có giỏi thì xuống đây đi. À, lấy cái khiên này đấu với mày nè. À, lấy cái khiên này đấu với mày nè Rồng. Nào vô đây. Rồng á, Rồng nè, Rồng nè, Rồng nè, Rồng nè, giết mày chết luôn nè Rồng. Ủa nó lại bay đi nữa hả? Ủa không, nó còn đứng này, nó còn đứng này. Mày hả Đồng? Mày hả Đồng? Mày nè Đồng, 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 mày, mày nè Đồng, mày nè Đồng, chết mày đi con. Mình giết được Đồng rồi các bạn ơi. Con Đồng chết queo rồi. Con Đồng biến mất luôn rồi các bạn ơi. Ok ok. Wow wow wow, lậm kinh nghiệm, lậm kinh nghiệm, lậm kinh nghiệm mới được, lậm kinh nghiệm. Lượm kinh nghiệm. Ok, trời. Ha. À, nó có cho mình cái trứng rồng nè anh em. Nhưng mà giờ mình không cần cái trứng rồng, cái mình đang cần bây giờ là cái cánh của con rồng cơ, để mình xem coi trong người mình có lượm được cánh không. Ôi, mình lượm được cánh rồng rồi nè. Wow! Oh my god, cánh rồng rồi các bạn ơi. Ok ok. Trời, mình có được cái cánh rồng rồi bạn ơi. Bây giờ mình sẽ về nhà mình chế tạo cái cánh nha anh em. Ok, đi thôi đi thôi. Trời ơi, về nhà. Mấy bạn ơi, bây giờ mình đã có được cái cánh của con rồng này nè. Bây giờ mình hiện tại á là mình đang đứng ở trên một cái nơi rất là cao luôn các bạn. Đó, cao hay là cao luôn. Bây giờ rơi xuống dưới chắc chết luôn quá. Đó, thì mình đã có được cái cánh rồi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chế tạo cái cánh rồng chung với cái giáp kim cương của mình, để mình có thể có được một cái cánh rồng kim cương nha anh em. Ok. Rồi, giờ đặt cái đe đây nè. Đó, lít vào cái đe nè. Sau đó đồng mình sẽ lấy cái áo giáp kim cương mình bỏ lên đây. Sau đó mình sẽ lấy cái cánh rồng nè anh em, mình bỏ vào đây. Chúng ta sẽ được có một cái giáp kim cương có gắn thêm cánh rồng anh em ơi. Đó, đeo vào nè. Bây giờ mình sẽ đeo vào cho anh em xem nha. Ok, bây giờ các bạn nhìn nè, mình chưa có cái gì trên lưng hết nha. Bây giờ mình sẽ đeo cho mấy bạn xem nè nha. Ok, chuẩn bị nè. 1, 2, 3. Wow, trời ơi, đẹp quá các bạn ơi, các bạn nhìn nè. Ui, mình có cánh này nè các bạn ơi. Trời ơi, cánh rồng Ender nha, cánh rồng Ender đàng hoàng nha, không phải là bình thường đâu nha. Trời ơi, nhìn này siêu ngầu luôn. Trời ơi, nhìn mình ngầu quá anh em ơi. Trời ơi, đúng ý mình thích luôn rồi nè. Trời 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 trời. Wow. Ơi mà mình không biết mình có bay được không ta. Bây giờ mình sẽ thử mình bay thử nha. Thôi trời. Bây giờ mình sẽ nhảy xuống dưới nè. Thôi rung quá nhưng mà phải cố lên, mình có cánh là mình có thể bay được rồi. Thôi. Chuẩn bị nha. 1 2 3. Ui. Ui. Ui, trời mấy bạn ơi, mình bay được rồi nè. Wow, mình có thể bay được rồi các bạn ơi. Ồ, có một cái ngôi làng bên dưới kìa. Wow, mình có thể bay được rồi nè. Mình có thể bay vòng ngôi làng này luôn cũng được các bạn ơi. Lượn nè. Wow, trời ơi, nhìn mình ngầu quá các bạn ơi. Ui, wow, trời. Wow, trời ơi, nhìn đảo các bạn ơi. Lạng nè, trời ơi, đúng ý mình thích luôn các bạn ơi. Đúng là cái cánh mà mình đang mong chờ luôn các bạn ơi. Trời ơi, bay nè. Ui, trời ơi, nhìn ngầu quá à. Đỉnh cao là đây chứ đâu. Yeah. Ờ, lượn nè. Leo nóc nhà luôn nè. À, leo nóc nhà nè. Bụp. Ui, đảo các bạn ơi. Trời ơi, đảo quá. Mấy bạn thấy cánh của mình nhìn có ngầu không? Trời ơi, các cháu thấy ông có ngầu không? Ta. Ok. Và mấy bạn ơi, nếu mà mấy bạn thấy thích video này nè, và thấy thích cái cánh rồng Ender mình đang đeo trên lưng nè, thì các bạn đừng quên hãy bình luận cho mình biết nha anh em. Và các bạn cũng đừng quên là nhấn vào nút like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình, cùng với lại là kênh YouTube của các thành viên trong team Hero, để đăng ký ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Và cảm ơn anh em đã xem video này. Đó, bye bye, và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em vãi nồi, tạm biệt. Bye bye, mình đi đây, bây giờ mình sẽ bay tiếp đây. À, kiếm chỗ nào bay tiếp. Hey, bay nè, bay thôi.